xin mời anh Lâm Chí Dũng lên sân khấu được không ạ? Với ca khúc Khuyên Anh Đi Rồi ạ. Và cũng giới thiệu với cả nhà là anh Lâm Chí Dũng là ở nhóm Giúp Nhau Học Hát của bạn Đặng Hùng Ngân. Cả nhà cho chàng pháo tay đi ạ. Cổ vũ tinh thần ca sĩ giúp em với ạ. Vâng, một lần nữa là Lâm Chí Dũng cũng không biết nói gì hơn cả. Lâm Chí Dũng tất cả chúc toàn thể anh chị em một sức khỏe dồi dào. Và để đáp lại những yêu cầu của các anh chị ở đây thì Lâm Chí Dũng cũng xin gửi tới một nhạc phẩm của nhạc sĩ Khuyên Anh Đi Rồi. Lực. Gió lạnh lạnh buồn ơi, khuya anh đi rồi, bao nhớ nhung xa vời, tôi nói không nên lời để càng niềm yêu mến tất cả các anh.